Kính chào bà con nông dân và các bạn. Mời bà con và các bạn theo dõi chuyên mục chuyện nhà nông của Đài Phát Thanh Truyền Đồng. Thưa bà con và các bạn, vùng trồng sầu riêng Đạo Ai đang bước vào vụ thu hoạch chính. Năm nay, nhiều nông dân cũng đạt mức thu nhập tiền tỷ với giá sầu riêng ổn định. Mời bà con và các bạn cùng đến với một mô hình trồng sầu riêng hiệu quả tại đây. 14 hecta sầu riêng hơn 5 năm tuổi này là của anh Trần Ngọc Thăng, từng là một kỹ sư trong các công ty Nhật Bản ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, anh lại quyết bỏ công việc mỗi tháng kiếm vài chục triệu đồng để về quê mở trang trại trồng sầu riêng. Đây là mảnh vườn mà gia đình anh để lại đã lâu, nhưng trước đó chỉ trồng điều trồng cà phê nhưng không mang là hiệu quả. Khi quyết định về quê lập nghiệp, anh Thăng đã chọn sầu riêng làm cây trồng chính và phá bỏ hoàn toàn các loại cây không cho hiệu quả kinh tế cao. Tại vì trước ấy cũng, cũng trồng cà phê, vườn này vườn cà phê nhưng mình trồng cà phê ở đây nó không năng suất thế là mình thấy sầu riêng tương lai nó có thấy có tương lai nên bắt đầu mình quyết định mình đầu tư thằng sầu riêng thế thì chặt bỏ cà phê trồng sầu riêng nên cái vườn này là vườn cải tạo từ cà phê qua sầu riêng mới điều vườn điều nói chung là mình vừa phải đầu tư phân thuốc mạnh vừa phải đi học nữa đi học ví dụ như các hộ có đoàn thể mình cũng đều đăng ký mình tham gia mình học hỏi kinh nghiệm mới là những kỹ sư của công ty phân thuốc ấy họ tới họ tư vấn cho mình nữa mình mình học từ thứ hết Số tiền đầu tư cho khu vườn này lên đến chục tỷ, một con số khá lớn. Thế nhưng chỉ mới 2 năm được thu hoạch sầu riêng, anh đã lấy lại vốn. Hiện khu vườn này đang có 5 hecta cho thu hoạch, số còn lại đang trồng mới và một số chuẩn bị cho thu bói. Toàn bộ sầu riêng đều được thu hoạch đồng loạt theo độ tuổi trái và bán cho thương lái đi thị trường Trung Quốc. Với diện tích sầu riêng lớn, anh đầu tư toàn bộ hệ thống tưới tiêu tự động phân lô từng vùng để dễ kiểm soát và chăm bón hơn. Tại vì cái sầu riêng nó rất nhạy cảm với cái khô hạn và 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 ẩm và mưa gió, thế nên cái hệ thống tưới này là nó chủ động được. Thời gian ví dụ như một hecta mình tưới vòi thì hai người phải tưới hai ngày mới xong một hecta, không một hecta. Nhưng mình tưới béc chỉ qua mấy phút là xong. Thế nên là mình chủ động được làm bông làm trái giờ nó thuận lợi hơn. Để kịp thời chăm sóc sầu riêng. Anh thuê 6 nhân công thường xuyên với mức lương từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Công việc của mỗi người được phân chia cụ thể, người chuyên cắt cỏ, người chuyên bón phân, người chuyên phun thuốc vân vân và công nhân trong trang trại đều có chế độ lương thưởng, bảo hiểm y tế đầy đủ như làm việc ở các công ty. Nói chung là tôi làm việc ở đây được 3 năm rồi. Thì cái môi trường làm ở đây thì nói về người chủ á thì rất là phóng khoáng và thoải mái với công nhân, không có o ép công nhân và đồng lương thì cũng đảm bảo cho công nhân. Nói chung là công việc hàng ngày tôi làm thì chỉ có phát cỏ, còn bộ một bộ phận thì chuyên đi xịt thuốc, Thế còn một bộ phận thì chuyên bỏ phân. còn làm cái sầu riêng này nếu như mà cứ theo dõi cái thời tiết và cái cách thức học hỏi của mọi người đi trước thì chúng nó chẳng có khó khăn gì cả. Năm nay, trang trại sầu riêng này ước tính thu khoảng 5 tỷ đồng. Và khi cả 14 hectare này cho thu hoạch, thì mức thu có thể lên gấp đôi ba lần. Với cách làm khoa học hợp lý và gặp giá bán cao, thì trong tương lai không xa, trang trại sầu riêng này sẽ là một trong những địa chỉ trồng sầu riêng lớn hiệu quả cao của huyện Đạo Ai. Bà con nông dân và các bạn thân mến, vườn ao chuồng là phương thức canh tác được nhiều nông hộ áp dụng và đã thành công. Ở huyện Nam Rông, những mô hình vườn ao chuồng vẫn đang được khuyến khích vì cho hiệu quả cao, đặc biệt là các mô hình theo hướng hữu cơ. Trồng cỏ nuôi bò, rào vườn thả gà, đào ao nuôi cá và những khen trái trên mảnh vườn hơn 3 hectare. Đây chính là khối tài sản của gia đình ông Trần Văn Long và bà Nguyễn Thị Khương ở xã Rô huyện Nam Rông. Với mong muốn tạo ra những sản phẩm an toàn sử dụng trong gia đình, cũng như tạo ra giá trị cho xã hội, gia đình ông Long đã lựa chọn lối canh tác hữu cơ bền vững, sử dụng hoàn toàn các chế phẩm hữu cơ để trồng trọt và chăn nuôi. Cây cà phê trong đó thì bây giờ đối với phân bón thì nó nhiều chất của học nhiều cũng mình vừa mình cũng ý tưởng là dùng cho chăn nuôi chăn nuôi để lấy phân nó như là lấy phân là bỏ chăm sóc cái cà phê thứ hai nữa là về cái chăn nuôi thì có nuôi gà nuôi cá để rồi chăm đời sống của mình thứ hai nữa là về cái hiện nay coi như cũng đang cái ý tưởng là muốn nuôi trùng quế để mà mà lấy cái phân đùn quế chăm sóc cho cây cà phê nó tốt hơn mà mà tìm hiểu thì cái cái, cái, cái phân đùn quế nó có giá trị mà thứ hai nó con trung dung thì để cho mình chăn nuôi bò, và heo và chăn nuôi cá thì nói chung là có ý tưởng như vậy mình, mình làm nên mô hình bước đầu khởi nghiệp thì coi như cũng muốn mong muốn là coi như là sau này có nhiều vấn đề mà để mình phát triển hơn. Mô hình vườn ao chuồng này hoàn toàn khép kín và hầu như không cần dùng đến các sản phẩm mua ngoài thị trường. Trong cỏ để nuôi bò và cho cá ăn, dùng phân bò nuôi trùng quế và lấy phân bón cho vườn cà phê, dùng trùng quế để nuôi gà và thả cá. Không dễ để làm được như vậy, nên gia đình ông Long và bà Khương cũng gặp không ít khó khăn. Tại vì bây giờ mình thì có đất, nhưng mà vốn thì không có cái bò thì là nhà nước đối ứng rồi thì là cũng được một phần rồi nhưng mà còn bây giờ nhìn vườn thì nhiều nhưng mà công sức thì không có thành ra cũng phải khó khăn nhiều lắm phải vay mượn đủ thứ mới làm lên nói chung là làm nông thì mỗi thứ một ít thôi chứ nếu mà nhìn vô chăn nuôi không thì cũng không được mà nếu mà nhìn vô trong thu vô trong vườn cà phê thì chẳng bao giờ nuôi bò thì có phân bỏ vô cà phê rồi tới cuối năm thì thu cà phê lên thì cũng tạm xây sở trong gia đình vậy thôi Hiệu quả kinh tế từ mô hình rất khả quan. Chỉ nhìn những cây cà phê già cỗi nay lại xanh tốt cũng có thể thấy rõ. Các loại cây ăn trái trong vườn cũng phát triển đồng đều. Đàn bò đã nhân lên hơn 20 con, gà trong vườn, cá trong ao cũng cho thu hoạch thường xuyên, đảm bảo được đời sống hàng ngày cho gia đình và thêm một khoản tích lũy. Thời gian sắp tới thì mặt trận các đoàn thể thì cũng mong muốn là tuyên truyền thêm cho các hộ gia đình đối với người dân cũng như là đoàn viên hội viên ở đây thấy được cái 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 cái, cái hiệu quả cái mô hình này để chúng ta nhân rộng thêm. Mặc dù mới chỉ thử nghiệm hơn 3 năm nay chưa cho kết quả vượt trội, nhưng mô hình vườn áo chuồng này vẫn là điểm thuốc nhiều bà con nông dân quanh vùng đến tham quan học hỏi và được địa phương ủng hộ bởi tư duy làm nông nghiệp bền vững dù tuổi đã cao của vợ chồng ông Long. Hy vọng đây sẽ là mô hình có sức lan tỏa đến nhiều nông dân trong vùng hơn để ngày càng nhiều nông dân phát triển nông nghiệp sạch bền vững vì chính gia đình mình, vì sức khỏe người tiêu dùng và sự phát triển của địa phương. Thưa bà con và các bạn, hiện tại tại trung ương và tất cả 63 tỉnh thành đều đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật từ cấp tỉnh, cấp huyện cho tới cấp xã đối với những địa phương đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Phần cuối của chuyên mục kỳ này, mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu cách xử lý ổ dịch khi phát hiện. Theo đúng quy trình, khi thấy lợn chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh, người chăn nuôi có trách nhiệm thông báo cho các bộ thú y xã hoặc thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp xã để các bộ thú y huyện tới lấy mẫu xét nghiệm xem có dương tính với dịch tả lợn châu Phi hay không, để làm căn cứ thống kê tiêu hủy hỗ trợ sau này. Bên cạnh đó, tùy mô hình mức độ của ổ dịch mà có các biện pháp tiêu độc khử trùng vệ sinh lập chốt phù hợp. Cách xử lý đối với các đàn lợn có mắc bệnh chết. Ở diện hẹp thì tiêu hủy ngay số lượng mới mắc bệnh. Trường hợp dịch ở diện rộng tiêu hủy lợn bị mắc bệnh nặng, lợn mắc bệnh nhẹ có trọng lượng dưới 20 kg, chôn hoặc đốt. Trước khi chôn, làm lợn chết bằng điện hoặc cho vào bao tải, buộc chặt miệng bao, tập trung một chỗ để phun thuốc sát trùng. Hố chôn nằm ngay trong vùng dịch, cách xa nhà dân, giếng nước, nguồn nước sinh hoạt. Còn đối với lợn trên 20 kg thịt, có thể sử dụng sau khi luộc chín còn phủ tạng và các sản phẩm khác phải tiêu hủy. Riêng đối với các đàn chưa có bệnh và vùng chưa có dịch, áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh tiêu độc môi trường, khu chăn nuôi, tăng cường chăm sóc, nâng cao sức đề kháng cho lợn. Phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng, tiêu độc kỹ lưỡng trước khi rời khỏi cơ sở chăn nuôi và từ lò giết mổ. Nguyên tắc tiêu hủy lợn dịch tả Châu Phi. Đầu tiên khi xác định được lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi, cần phải tiến hành làm chết động vật bằng điện hoặc phương pháp khác. Địa điểm tiêu hủy phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo khuyến cáo của tổ chức OIE và FAO nên ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy ngay tại khu vực chăn nuôi có động vật bắt bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch để hạn chế việc vận chuyển xác lợn đi xa, khiến virus phát tán ra ngoài môi trường, ảnh hưởng tới các khu chăn nuôi an toàn khác. Biện pháp tiêu hủy Phương tiện dụng cụ được sử dụng để vận chuyển phụ phẩm và sản phẩm khác đến địa điểm tiêu hủy, phải có sàn kín để không làm rơi vải máu và chất thải của lợn trong quá trình vận chuyển phải được vệ sinh khử trùng tiêu độc trước và sau khi vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy. Người tham gia vào quá trình tiêu hủy lợn bệnh, nghi lợn bệnh cần phải thực hiện vệ sinh sát trùng để tránh làm lây lan mầm bệnh. Các bước chôn lấp. Sau khi đào hố, cần rải bạc, sau đó rải lớp vôi cũ, vôi chưa tôi xuống đáy hố theo tỷ lệ khoảng 1 kg vôi trên 1 mét vuông Cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nền chặt yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa đến mặt đất tối thiểu là 0,5m. Lớp đất phủ bên trên bao phải chứa dày ít nhất là 1m và phải cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt lúng, hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất. Hố chôn sát động vật phải có biển báo người ra vào khu vực. Ủy ban dân cấp xã có trách nhiệm quản lý tổ chức kiểm tra định kỳ và xử lý kịp thời các sự cố sụt lúng, xói mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn. Địa điểm chôn lắp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép và lưu giữ thông tin tại doanh dân cấp xã. Đặc biệt bà con chỉ được phép tái đàn chăn nuôi lợn khi có sự đồng ý khuyến cáo của cơ quan thú y và chức năng địa phương. Tuyệt đối không được tỷ chăn nuôi lợn khi chưa có sự hướng dẫn của thú y để tránh dịch bệnh bùng phát trở lại. Bà con và các bạn thân mến, Chuyên mục chuyện nhà nông kỳ này của Đài Phát Thanh Truyền Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và tạm biệt.